hiệu nhà trường. Kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể quý thầy cô giáo, để tiến tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng em xin thay mặt cho tập thể lớp 6A5 xin gửi đến quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Sau đây chúng em xin trình bày bài dự thi của mình với chủ đề Tri ân thầy cô giáo. Tạ ơn thầy đã dẫn con vào đường trí thức, cảm ơn cô đã dắt trò đến biển yêu thương. Từ khi mở mắt chào đón cuộc đời, em đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha, của mẹ. Năm tháng qua đi, những tình thương ấy luôn nuôi nắng em bên người. Và lúc ấy, em tưởng rằng trong cuộc đời này cũng có cha, mẹ là những người dành cho mình tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không, từ khi hòa nhập của xã hội, và nhất là từ khi chặt dần bước vào môi trường học tập, em mới biết trong cuộc đời này, những người đồng hành cùng em trong suốt một quãng đời không chỉ có cha, mẹ, mà còn có những người thầy, người cô. Phải, thầy cô đã dạy chúng em từ những năm đầu tiên trong cuộc đời đến mặt. Thầy cô đã cho các ước mơ, hoài bảo quy định về tương lai, để cho chúng em những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh sự nghiệp và cả những quyết định liệt vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lại phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người lãnh đạo. Vâng, họ đã dành một phần cuộc đời của mình để trao chuốt, dẫn dắt người học sinh từng bước trên con đường còn bao trong ta phía trước. Đã có ai đó nói rằng, nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được người bên kia. Thật đúng là như vậy, để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, người đưa đò phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. Phải, người đưa đò phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi khi có mưa to, gió lớn. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, người đưa đò lại quay về bên bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế, những người thầy đã dành cả cuộc đời mình để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ. Không quản khó khăn, mệt mỏi, cho dù phải thức khuya để mặt ngoài sọng giáo án, cho dù ngày qua ngày họ chỉ lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng họ vẫn không buồn chán. Bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao, uống nắng dạy dỗ trẻ hôm nay đến người. Thầy cô không chỉ hy sinh công sức và thời gian của mình, mà còn dành dần cho tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn cần hỗ trợ cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của thầy, của cô. Vâng, thầy cô đã truyền cho chúng em niềm tin và nghị lực để có đủ sức mạnh và lòng tin cảm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Thầy cô đã tận tụy, đã dùng tất cả công sức và bài giảng làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Nếu như không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình, thì liệu họ có tận tình hy sinh như vậy không? Thật đúng là như vậy, công việc hàng ngày của những người thầy, người cô xuất phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ái luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng sửa ấm những sinh linh bé nhỏ vẫn còn dằn dặn bước đi trên đường đời. Chúng em biết thầy cô đã vất vả như thế nào khi lái những con đò trải qua bao nhiêu sóng gió. Thầy cô vẫn một lòng nhìn chúng em, che chở dìu dắt chúng em. Những lúc chúng em chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng em bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy cô đem đến cho chúng em thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng em cảm ơn người. Dù thời gian có trôi qua thì em vẫn khắc ghi hình bóng ấy, những người luôn đem lại màu sắc tươi đẹp trên tâm hồn của chúng em. Thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô chắc chắn cho chúng em bay cao, bay xa với một tương lai đầy hy vọng. Thầy cô như người lái đò, đưa thế hệ học sinh chúng em thật bé yêu thương. Cảm ơn đời cho chúng em gặp được thầy cô, những người tuyệt vời nhất. Cuối cùng, chúng em xin kính chúc quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục cống hiến và chèo lái chắc chắn cho những thế hệ học sinh tiếp theo. Chúc thầy cô có được một ngày lễ thật vui, trọn vẹn cùng với mình. Chúc cho hội thi thành công tốt đẹp.